Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận những dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta thêm cái contract của cái đồng CTO vào trong cái ví, cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách claim cũng như là swap cái đồng CTO này khi mà chúng ta nhận được cái đồng CTO về cái ví của chúng ta. Thì cái đồng CTO này thì mình cũng chia sẻ thêm với các bạn, đó là cái đồng này thì chúng ta khai thác ở trên cái ứng dụng là Satoshi và chạy ở trên cái mạng Core. Đây là mình giải thích với các bạn là một số anh em ấy chưa tham gia vào cái kèo này thì anh em sẽ không thể hiểu được là cái đồng CTO này nó ở đâu mà có, để mà chúng ta biết được luôn là mình có tham gia cái kèo này hay không. Đó thì cái đồng CTO này là chúng ta khai thác ngay ở trên cái app Santoshi và chạy ở trên cái mạng Core. Đó thì những anh em nào mà tham gia cùng mình cái kèo này thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước đó là chúng ta thực hiện cái lệnh rút cái đồng CTO này. Trước đây thì mình cũng đã có cái video hướng dẫn cho các bạn cách liên kết ví để mà chúng ta nhận cái đồng CTO rồi. Và khi các bạn truy cập vào app Santoshi thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái phần đóng băng này là chúng ta sẽ có được cái số lượng bao nhiêu cái đồng CTO. Ví dụ như của mình ở đây lại đang có 128.683 phẩy bao nhiêu đó thì cái đồng CTO. Và cái thực hiện rút thì hiện tại họ đã khóa rồi, những bạn nào mà chưa rút thì chúng ta sẽ coi như là chúng ta sẽ không được rút nữa bạn nhé. Thì mình cũng đã cập nhật cho bạn cái thông tin rút cái đồng CTO này về ví rồi. Thì ở trên cái trang Twitter chính thức của dự án cũng như là trên trang Twitter của Core DAO thì cũng đã có các cái bài tiết hướng dẫn rất là chi tiết cho chúng ta về cái việc mà chúng ta liên kết ví để mà chúng ta nhận. Đây một cái bài tiết mà mới nhất ở trên cái trang Core DAO nhé. Đây mã thông báo CTO đã có thể được nhận và bạn cần hướng dẫn từng bước chi tiết thì hãy xem blog của chúng tôi. Thời gian yêu cầu bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 27 tháng 10 năm 2024 lúc 5 giờ chiều giờ UTC. Đó, và theo dõi chủ đề này để biết hướng dẫn nhanh và biết cách bảo mật mật mã của bạn. Đây thì các bạn có thể kích vào đây, nó sẽ hướng dẫn cụ thể cho chúng. Đây là cái bài hướng dẫn này các bạn. Thì mình sẽ hướng copy cái phần này sang sang trình duyệt nhé, trình duyệt Chrome để mình dịch sang phần ngôn ngữ tiếng Việt. Đây là hướng dẫn từng bước để yêu cầu mã thông báo CTO của bạn. Thì các bạn cần phải chuẩn bị những gì thì chúng ta sẽ xem ở cái phần dưới này. Qua ứng dụng Satoshi, đọc trong 2 phút. Chào mừng bạn đến với giai đoạn thú vị của hành trình Aerobe CTO. Nếu như bạn đã sẵn sàng để nhận token CTO Aerobe của mình trên Satoshi app, thì hướng dẫn chi tiết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước ở trong quy trình. Sự chuẩn bị trước khi bắt đầu quá trình yêu cầu bồi thường thì hãy đảm bảo rằng những điều như sau. Thứ nhất là ví tương thích với Core trên. Địa chỉ ví bạn đã gửi trên ứng dụng Santoshi phải được sử dụng ở đây. Đó thì cái phần này là mình đã hướng dẫn cho các bạn liên kết ví để nhận cái đồng CTO này rồi á. Cái yêu cầu thứ hai đó là kết nối với mạng chính Core trên để đảm bảo ví của bạn đã được chuyển sang mạng chính là Core trên. Tức là chúng ta phải thêm mạng Core vào trong cái ví của chúng ta. Các bạn có thể sử dụng ví MetaMask, ví Web3 như là Bybit, OKX, Bitget và OKX hoặc là sàn Binance, những cái ví Web3 đều được các bạn nhé. Quy trình yêu cầu bồi thường từng bước. Bước thứ nhất đó là kết nối ví này. Truy cập trang web yêu cầu CTO. Đó, thì cái link này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video thì các bạn sẽ là chúng ta sẽ tiện để các bạn copy. Đây mình sẽ sao chép cái liên kết này. Rồi tiếp theo là nhấp vào nút kết nối ví và bạn sẽ chọn nhà cung cấp ví của bạn. Tiếp theo là hãy nhớ chuyển sang mạng chính Core ở trên ví của mình. Và đây là cái bài hướng dẫn ảnh hướng dẫn ở trên máy tính nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trên điện thoại vì đa số các bạn sử dụng điện thoại nhiều hơn. Nếu như bạn gặp sự cố ở cái bước này do là nhiều tiện ích mở rộng ví thì đây là cách khắc phục nhanh. Thứ nhất là chúng ta chọn trình duyệt sạch, chọn trình duyệt không cài nhiều tiện ích mở rộng ví và các trình duyệt đề xuất. Thì cái này thì chủ yếu là hướng dẫn về các bạn sử dụng về máy tính thôi. Xác minh tính đủ điều kiện nhận Aerobe của bạn. Sau khi ví của bạn được kết nối, số tiền Aerobe đủ điều kiện của bạn sẽ được hiển thị cùng với nút nhấp vào đây để nhấn
để nhận nếu như bạn đủ điều kiện. Tiếp theo ký tin nhắn, nhấp vào nút yêu cầu và làm theo lời nhắc để ký tin nhắn bằng ví của bạn. 4 là hoàn thành captcha, là chúng ta giải cái mã captcha ở chúng ta không phải là người máy. Tiếp theo đó là cái bước 5 là yêu cầu mã thông báo của bạn. Thứ nhất là sau khi hoàn tất captcha thì hãy nhấp vào nút nhận CTO. Khi bạn nhấp vào nhận CTO, giao dịch của bạn sẽ được xử lý theo đợt và gửi trên chuỗi. Mã thông báo sẽ xuất hiện ở trong ví của bạn ở trong 10 phút. Tùy chọn này, hãy cân nhắc quyên góp 0.1 co trên hệ sinh thái để hỗ trợ tính bền vững và các lợi ích trong tương lai. Đây là chúng ta sẽ mất 0.1 co làm cái phí rút tiền đó các bạn. Thì cái phí này 0.1 co thì nó cũng không đáng là bao nhiêu tiền, vì cái mã co thì cái phí nó cũng khá là thấp. Và những lời nhắc nhở quan trọng, thứ nhất đó là tính nhất quán của ví, là bạn phải sử dụng cùng một địa chỉ ví mà bạn đã gửi ứng dụng Satoshi để đủ điều kiện nhận bồi thường. Tức là cái ví các bạn kết nối để chúng ta rút cái đồng CTO phải là cùng mã ví với cái ví mà các bạn đã liên kết ở trong app Santosi để rút cái đồng CTO trước kia. Đó là cái hai cái ví, mã ví này nó phải là cùng một mã ví thì mới được nha các bạn. Cái thứ hai đó là thời gian yêu cầu thì bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 27 tháng 10 năm 2024 lúc 5 giờ chiều giờ UTC cộng 8. Và lịch trình trao quyền thì hãy nhớ rằng 16,67% token của bạn sẽ có sẵn, và các phần còn lại thì sẽ được mở khóa vào tháng 12 năm 2024 và tháng 3 năm 2025. Và chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn yêu cầu CTO một cách là nhanh chóng thành công, và một phần giá trị của cộng đồng Core cũng như là Satoshi app. Thì ở trên đây là mình chia sẻ cho các bạn một số các cái cách, các cái thông tin để mà chúng ta rút liên kết cũng như là rút một cái lần là chính xác luôn. Đó. Thì ở đây mình đã liên kết, đã đồng bộ cái ví MetaMask của mình trước đây đã nhập ở trên cái app Satoshi, mình sẽ nhập vào cái ví Web3 của sàn Bitget. Ở sàn Bitget thì như vậy thì để mà nó sẽ là đồng bộ hơn. Thì ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là mình sẽ thêm rút về cái ví Bitget nhé. Thì mạng là các bạn sẽ chuyển cho mình đến cái mạng Core. Đầu tiên là chúng ta phải chuyển đến cái mạng Core. Tiếp theo là các bạn sẽ nhìn thấy trong cái ví của chúng ta sẽ có thấy có cái Core ở đây này. Đó, thấy có cái đồng Core ở đây. Rồi chúng ta sẽ thực hiện một cái khám phá. Đây các bạn dán vào cái phần trình duyệt này, chúng ta sẽ dán cái link vào. Rồi thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút về cái ví gấp 3 của sàn OKX. Ở đây là mình đã liên kết, đã nhập cái ví MetaMask mà mình đã kết nối với cái app Satoshi để nhận cái đồng CTO vào trong cái ví gấp 3 của sàn OKX. Cho nên là mình sẽ rút về cái ví gấp 3 của sàn OKX. Và các bạn có thể liên kết vào bất kỳ một cái ví gấp 3 nào, ví dụ như là cái ví gấp 3 của sàn Binance, ở sàn Bybit hay là sàn Bitget đều được các bạn nhé. Đó, ở đây thì mình đã thêm cái ví MetaMask vào đây, thì mình sẽ chọn về cái ví đúng cái ví đó. Đây, mình sẽ chọn về đúng cái ví mà mình đã kết nối đây. Đó, thì đây là cái ví mà mình đã kết nối cái địa chỉ ví với cái app Satoshi để mà mình nhận rút cái đồng CTO. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần khám phá này. Các bạn dán cho mình cái link vào đây. Các bạn dán cho mình cái link claim cái đồng CTO, các bạn nhấn vào xác nhận này. Rồi trước tiên là mình sẽ quay trở lại là mình sẽ chọn mạng trước các bạn nhé. Đây, quay trở lại phần ví này. Ở đây thì mình sẽ chọn ví gấp 3 và mình sẽ chọn mạng. Các bạn kích vào cái quả cầu ở trên này. Chúng ta sẽ chọn mạng co. Nếu như không có co ở đây thì chúng ta có thể gõ luôn. Đó, các bạn chọn co cho mình. Đó, như vậy là chúng ta đã chuyển sang cái mạng co rồi. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái biểu tượng co ở trên này. Và ở bên này thì nó chưa có một cái đồng nào, thì các bạn có thể thêm cái đồng co vào đây. Rồi, mình đã thêm cái đồng co vào trong ví nhé. Đó, đây là cái đồng co trong ví của mình đây.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhấn vào phần khám phá. Chúng ta sẽ dán cái link Clam cái đồng CTO vào. Đó thì các bạn kích vào để chúng ta vào cái kết nối với cái ví này. Các bạn bấm vào đây. Đó. Rồi đây nó sẽ hiển cái thị cái địa chỉ. Đây, nó sẽ hiển thị cái contract của cái đồng CTO. Các bạn copy cho mình. Xin lỗi các bạn nhé. Ở trên là nó sẽ hiển thị cái địa chỉ ví của bạn này. Bên dưới là nó sẽ hiển thị cái số cái đồng CTO của mình được nhận cái đợt đầu, đợt 1 và số còn lại thì sẽ nhận vào đợt sau á. Thì ở đây thì mình sẽ được claim là 21.438 thì các bạn kích vào kích here claim. Đó các bạn nhấn xác nhận này. Đó, bước này chúng ta sẽ nhập mật. Rồi bước theo chúng ta sẽ xác nhận captcha. Ở đây có thể chúng ta claim về chúng ta sẽ mất phí cái đồng co đó các bạn. Ở đây chúng ta sẽ giải cái hình captcha. Vui lòng nhập vào hình ảnh và có hình động vật đang ngủ hoặc là nằm. Đây các bạn nhập vào đây. Đó, các bạn nhấn tiếp theo này. Đó, cái hình này chúng ta cũng chọn con gà đang ngủ hoặc đang nằm này. Rồi các bạn nhấn Get CTO. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ mất khoảng 0.1 co nhé. Như vậy là trong cái ví của mình nó sẽ không có co. Thì mình sẽ nạp 0.1 co vào đây. Thì co này thì các bạn hãy mua ở trên bất kỳ một cái sàn giao dịch nào đều hỗ trợ chúng ta mua đồng co cũng như là rút co. Thì các bạn có thể mua trên sàn chúng ta nạp vào cái ví của mình để chúng ta claim cái đồng CTO này. Ok, như vậy là chúng ta đã thực hiện cái lệnh claim. Nhưng tuy nhiên thì cái phần mà nó bắt chúng ta yêu cầu chúng ta là ủng hộ là 0.1 cái đồng co á, thì các bạn không cần phải mất đồng co nhé. Sau khi mà mình quay trở lại ví và mình add cái contract của cái đồng CTO thì nó đã cái số số cái đồng CTO của mình nó đã về rồi. Thì cái việc mà chúng ta mất cái ủng hộ cái 0.1 là cái đồng co là không cần thiết nhé các bạn nhé. Chúng ta cứ thực hiện cái lệnh claim là chúng ta vẫn nhận được cái đồng CTO về. Đó, như vậy là chúng ta vẫn được được làm miễn phí và bây giờ mình đã thấy cái số dư trong ví rồi. Thì để add được cái con check của cái đồng CTO ấy thì các bạn kích vào cái mục này này. Đó, hoặc là các bạn có thể kích cái phần quản lý token ở bên dưới này, nó sẽ có cái mục quản lý token ở bên này, một số ví thì nó sẽ có như vậy. Thì các bạn kích vào đây, sau đó thì chúng ta sẽ thêm cái tiền mã hóa tùy chỉnh như này. Sau đó thì chúng ta sẽ dán cái địa chỉ hợp đồng vào đây của cái đồng CTO vào. Sau đó các bạn chỉ việc là nhấn Enter thôi. Đó, như vậy nó sẽ ra cái thông tin cái đồng CTO cũng như là cái điểm thập phân là 18, các bạn nhấn xác nhận cho mình này. Rồi như vậy là mình đã thêm cái contract của cái đồng CTO vào thành công và đã hiển thị cái số số dư của nó ở đây rồi nhé. Và tương tác hợp đồng đây này, mình tương tác hợp đồng là ngày 28 tháng 9 này, tức là mình vừa mới rút thực hiện cái lệnh rút xong nhé, rút không mất phí đâu các bạn. Đó, thì ở đây thì cái đồng CTO này. À, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách mà chúng ta bán cái đồng CTO này. Thì bán cái đồng CTO này thì nó cũng sẽ có một cái sàn riêng. Thì cũng từ trên cái trang web như này thì các bạn kích vào cái mục khám phá. Đó, và các bạn dán cho mình cái sàn này vào. Các bạn nhấn truy cập này. Rồi các bạn nhấn xác nhận này. Đó, các bạn chờ một chút xíu nhé. Đó thì đây nó là một cái sàn giao dịch, là một cái sàn DEX các bạn nhé, tương tự như cái sàn Pancake Swap hay là sàn Uniswap. Thì ở đây chúng ta chỉ việc là đảo cái đồng co xuống thôi. Đó, và trên này thì chúng ta sẽ chọn mà swap cái đồng CTO thì các bạn phải gõ cái con check của đồng CTO vào đây thôi. Xin lỗi. Đó, chúng ta sẽ dán cái con check của cái đồng CTO. Chúng ta sẽ nhấn vào đi tìm nó này. Đó thì nó sẽ ra cái đồng CTO thì các bạn kích nó vào đây. Đó thì mình sẽ swap từ CTO sang cái đồng co hoặc là CTO sang cái đồng USDT của mạng co. Đó, trước tiên thì chúng ta sẽ kết nối. Ở đây mình chưa kết nối ví thì mình sẽ kết nối ví này. Kết nối ví OKX Web3. Đó, khi mà hiển thị địa chỉ ví đây là chúng ta có thể là swap được rồi. Đó, đây nó sẽ hiện ra thông tin như này thì chúng ta sẽ chọn lại nhé.
Chúng ta sẽ chọn lại đảo co xuống này. Ở trên này thì chúng ta sẽ dán cái con check của cái đồng CTO vào ha. Đó, sau khi dán vào các bạn nhấn tìm này. Đó, sẽ ra cái đồng CTO. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhập chọn cái số lượng để bán, thì chúng ta sẽ chọn mắc này. Chúng ta bán hết chẳng hạn. Đó, như vậy thì là chúng ta sẽ là 21.438 thì chúng ta sẽ swap được sang tương đương với lại 4 đồng co. Xấp xỉ 4 đồng co. Đúng, 4 đồng co này thì chúng ta sẽ xấp xỉ khoảng tầm 5 đô. Giá có thể hiện tại bây giờ nó đang bị tụt giảm do là mình thực hiện cái lệnh rút nó muộn đấy, cho lượng người dùng xả khá là nhiều, cho nên là giá nó tụt giảm. Thì giờ mình sẽ swap nhé. Swap luôn này. Swap luôn. Các bạn chờ một chút xíu. Ở đây thì các bạn lưu ý là để mà swap được thì chúng ta sẽ mất phí là 0.001344 đồng co, tương đương với lại 36,93 nghìn. Ở trong cái ví của mình thì không còn co cho nên là mình không để là swap được. Đó thì các bạn nào có thể là chúng ta swap sang có cái đồng co trong ví thì chúng ta swap sang, hoặc là ít quá thì chúng ta có thể bỏ qua. Vì cái kèo này thì nó trả chia làm nhiều lần, cho nên là chúng ta sẽ có thể sẽ rất là nhiều bạn sẽ không được bao nhiêu. Đó, và không cái đủ cái phí min để mà chúng ta claim cái đồng này, thì cái này thì mình sẽ là claim, mình sẽ swap sau nhé. Ở đây thì là mình chỉ có làm cái video hướng dẫn theo bạn cái cách để chúng ta rút cũng như là swap sang cái đồng co. Ok, video này mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.